Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, giải mây dông gây mưa hoạt động mạnh dần tại Bắc Bộ. Do vậy, trong ngày mai, mưa có khả năng lan rộng ra toàn miền và lượng mưa tương đối lớn, khiến cho độ ẩm trung bình ngày toàn vùng dao động từ 85 cho đến 90%. Những nơi mưa nhiều trong ngày còn xấp xỉ từ 96 cho đến 98%. Bên cạnh đó, bà con vùng núi cần cảnh giác với các nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có thể xảy ra. Do có mưa nhiều nên Bắc Bộ có những ngày mát mẻ với mức nhiệt trưa chiều chỉ từ 28 cho đến 31 độ ở tại phía Tây Bắc Bộ và từ 30 cho đến 33 độ ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao là điều kiện khiến cho cỏ dại phát triển nhanh. Do đó, vào thời điểm này, bà con thường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt cỏ để loại trừ cỏ dại. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại thuốc này, bà con cần tuyệt đối tuân thủ theo những khuyến cáo trên bao bì và hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, thì bà con cần phun đủ lượng nước, thuốc theo đúng hướng dẫn trên nhãn, cày bừa kỹ, san phẳng mặt ruộng, giữ mức nước trên ruộng sau khi gieo cấy, không dùng nước phèn, nước lợ để pha thuốc. Tiếp tục với những thông tin thời tiết tại Trung Bộ. Ngày mai khu vực này trời phổ biến nhiều mây vào ban ngày, mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai dao động từ 32 cho đến 35 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 33 cho đến 36 độ ở khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Tuy nhiên, đến chiều tối mai, những cơn mưa có khả năng xuất hiện khiến cho tiết trời dịu mát hơn. Đặc biệt tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc, sấm sét và gió giật. Vì vậy, bà con tại đây cần hết sức lưu ý. Khu vực còn lại, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ yếu, nên ngày mai trời phổ biến có nắng gián đoạn vào ban ngày. Mức nhiệt trưa chiều tương đối dễ chịu, phổ biến từ 29 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại Nam Bộ. Sau đó đến trưa chiều, mưa dông sẽ xuất hiện rải rác, tập trung tại một số tỉnh phía Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và một số tỉnh ven biển thuộc miền Tây của Nam Bộ. Thưa bà con, từ đầu vụ tôm đến nay, thời tiết không thuận lợi đã làm nhiều diện tích nuôi tôm của bà con nông dân ở Bạc Liêu bị thiệt hại. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tôm bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt là do môi trường nuôi biến động, ao nuôi không được xử lý theo quy trình kỹ thuật trước khi thả nuôi, chất lượng con giống không đảm bảo. Đặc biệt trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài làm lượng nước trong ao nuôi tăng đột ngột, khiến cho môi trường ao nuôi biến động về độ mặn, nhiệt độ, pH và hàm lượng oxy hòa tan. Do vậy, để khắc phục tình trạng tôm chết hàng loạt và đảm bảo cho môi trường sống cho tôm được thuận lợi, bà con cần chú ý không nuôi tôm với mực nước quá cạn, khuấy động nước trong ao để giảm phân tầng, giảm biến động nhiệt độ, độ mặn và oxy. Khi mưa lớn, bà con cần bón vôi xung quanh bờ ao khoảng từ 10 kg trên 100 m², hoặc hòa vôi tạt xuống ao khoảng 10-20 kg trên 1 hecta. Khi mưa to, mực nước ao nuôi lên cao cần xả bớt nước mặn để tránh giảm độ mặn đột ngột. Để bảo đảm sức đề kháng và giảm khả năng mềm vỏ cho tôm, cần trộn vào bữa chính các loại vitamin tổng hợp, khoáng chất và vitamin C mỗi ngày. Tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông, khả năng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Tại phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần cảnh giác với tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, khả năng có lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Chiều tối ngày 4 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 cho đến 35 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.